Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình robot cho mọi người. Và ở video này thì mình sẽ nói một cách sơ lược về những câu lệnh cơ bản cho động cơ servo. Đầu tiên thì động cơ mà mình sử dụng trong bài học ngày hôm nay là một động cơ gọi là micro servo 9G. Nó sẽ có hình dạng như thế này. Giá thị trường vào thời điểm mình đăng video thì khoảng 50.000 một cái động cơ này. Ok, đi kèm với động cơ này thì chúng ta có một vài cái thiết bị như thế này. Túi ni lông có lẽ là hơi khó để nhìn nên mình sẽ tạm thời bóc ra. Đấy, đây là có một vài cái thanh. Cái này thì mình có thể bắt vít để vào một số cái thanh dài hơn để nó làm một số cái nhiệm vụ khác. Đại khái sơ lược về động cơ servo là như sau. Cái động cơ servo á thì mình sẽ điều khiển được cái góc quay của nó, tức là mình bảo nó để ở góc 90 độ thì nó sẽ đứng luôn ở góc 90 độ, không có lằng nhằng gì cả. Đây, mình lắp này thì như thế này rất vừa vào với răng. Và sẽ có thể có thêm một thao tác nữa, đó là mình lấy một cái vít ở đây. Mình làm tượng trưng thôi chứ thật ra là bắt vít thì rất mất thời gian xem video của các bạn. Và ở thời đại của chúng ta thì thời gian quý hơn vàng. Đây, cái vít thì đây trông hình dạng nó sẽ, mọi người có nhìn thấy không? Rồi, tôi đại khái là như thế. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua một số câu lệnh của động cơ servo. Giới thiệu qua thì đấy. Đầu tiên á thì các bạn có thấy ở cái dòng đầu đây không? Dòng một này thì mình phải thêm một cái thư viện là include servo.h, tức là đại khái là các câu lệnh dùng trong servo là mình phải dùng lệnh ở trong cái thư viện servo.h này. Đấy, tiếp theo đó là mình khai báo một cái đối tượng là servo, đấy là đối tượng này mang các thuộc tính của một cái động cơ servo và tên đối tượng là my servo, tức là servo của tôi. Đại khái là các bạn có thể đặt là servo 1, servo 2, servo đáng yêu, servo đáng ghét, cái gì cũng được tùy các bạn, không vấn đề gì. Ok. Đấy. Tiếp theo là ở trong void setup thì mình có serial begin à, cái cần thiết là nhỉ? Thật ra cũng chả cần đâu, xóa bớt đi cũng được. Đấy, thôi mình làm mấy cái động cơ, mấy cái cơ bản về động cơ thì không có lằng nhằng, không làm thừa thãi gì cả. Đây, lệnh nó chỉ có thế này thôi. Rồi, my servo attack, tức là my servo là mình lấy cái tên của bạn này này. Đấy, bây giờ mình kéo xuống. Tức là nếu mà các bạn đặt nó là servo đáng yêu thì hãy ghi là servo đáng yêu chấm attack 5, tức là đại khái là mình gán cái chân tín hiệu của cái động cơ servo đây là chân số 5. Đấy, tí nữa mình sẽ giải thích các chân của động cơ servo là gì. Sau đó thì ở trong void loop mình viết một lệnh là sai my servo right là viết ra là 180, đây chính là cái góc. Cái góc đấy nhá. Rồi. Cái góc mà để cái động cơ servo quay. Ok, bây giờ cho mình xin quay lại phần cứng vài giây. Thôi thì do cái máy quay mình để ở dưới đất nó hết pin, thế nên là bây giờ mình sẽ sử dụng phương án này đây. Con robot này thì các bạn đại khái là không phải để ý đâu nhá. Chủ yếu là có con Arduino này. Đấy, và bạn servo lủng lẳng ở đây, bạn servo. Đây, các bạn thấy không? Rồi. Và bạn Arduino. Đây các bạn có thấy là cái động cơ servo. Ôi trời ơi. Đây, các bạn có thấy là cái động cơ servo có ba cái dây là đỏ, nâu và da cam không? Đại khái là như thế này nhá. Đỏ là chân điện dương này, nâu là chân điện âm này, còn da cam là chân tín hiệu. Đấy, thế thôi. Thì đỏ mình sẽ nối vào 5V. Cái này 5V thì các bạn nối đâu cũng được. Còn cái tức là 5V các bạn nối vào một chân 5V của L298 cũng được, mà của Arduino cũng được. Đấy. Còn cái GND là cái điểm à đây, cái chân âm màu nâu. Cái dây âm thì mình sẽ nối vào GND. Đấy, GND thì mình có thể nối vào GND của Arduino hay là câu vào L298. Đại khái là, nhưng mà các bạn nhớ nhá, là GND nó phải chuẩn, tức là nó phải cái gì điều khiển nó thì nó phải được nối vào GND của cái đó, tức là phải chung chân âm. Đấy, chung chân âm với Arduino trong trường hợp này là như thế. Còn dây da cam ở đây thì mình nối vào chân số 5 như mình vừa định nghĩa. Rồi, mệt quá, cầm này lâu quá. Đây, ở chân số 5 đây. Ok. Rồi, bây giờ thì hiện tại nó đang ở góc này đúng không? Các bạn muốn ra lệnh cho nó sang một góc khác thì làm như nào? Đấy, các bạn đợi mình vài giây nhé. Mình thay đi. Đấy, 90. Xong Ctrl U để nạp code. Đấy, bắt đầu nạp. Chờ một tí, code nạp xong sẽ có hiện tượng lạ xảy ra. Lâu vậy. Cái gì nhỉ? Hình như là nó vừa quay. Đấy, lại một tí nhá. Góc 0 đi. Đấy. Ctrl U một cái rồi chờ. Lần này mình quyết tâm cho các bạn chờ đến nơi đến chốn đi thôi. Đấy, cái này nó lại quay về góc 0. Thấy chưa? Ok, video này nó chỉ có vậy thôi, giới thiệu các bạn các cái lệnh cơ bản. Đây mình có servo này, my servo này,
Attack và Mycelial Right. Ok, video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào. Like, subscribe, comment, thiết bị hay là robot mà các bạn muốn tìm hiểu. Robot cho mọi người luôn đồng hành cùng bạn.